Em Tuấn này xin chào toàn thể anh em đam mê nhá. Hôm nay lại có một cái clip muốn chia sẻ đến cho anh em ơi. Clip đi mua chim lại về thanh lý cho anh em ạ. Một con chim cực kỳ hay, giá cực kỳ hợp lý. Con chim này thì khi mà em đi mua nó là con chim phải tầm 2,5 vụ chim trong AV rồi anh em ạ. Lết đánh xòe mềm cực kỳ ok, bộ cực kỳ đẹp anh em ạ. Nó bị mất một móng sau nhưng em vẫn chấp nhận mua vì con chim nó rất là ok, rất là tiềm năng. Rồi em bắt về thì em có quay lại video ở nhà em đây cho anh em xem về giá cực kỳ hợp lý cho anh em, mà đảm bảo anh em có chim anh xem là thích luôn. Và một con bổi hàng này được tầm khoảng gần 2 tháng, phải tầm 2 tháng anh em ạ, của em, tay em chăm nông anh em nhá. Nó còn một ít nông nữa là xong nông thì nó chém cánh như máy luôn, cánh ra như máy. Em lại chia sẻ cho anh em giá cực ok luôn nhá. Anh em theo dõi clip của em Tuấn Hải Dương nhá, toàn hàng bổi chất thôi. Đầu tiên thì em sẽ lên sóng con màu lân này anh em nhé. Con này thì chim 2,5 vụ, chim AV anh em ạ. Ở trong AV người ta nuôi 2,5 vụ, em đến thì người ta thấy nó chơi hay quá mà. Nó là lết đấu xòe mềm các kiểu anh em ạ. Đấu xòe, nói chung là bộ biếc từ hình bộ này đến chất chim thì quá là ok anh em ạ. Nên em xuống tiền mua luôn, thật sự em chia sẻ thật với anh em. Con này em mua với giá là mất móng rồi nhé anh em nhé, là 3,2 triệu anh em ạ. Em vẫn chấp nhận mua anh em ơi. Thì con chim quá ok. Nó lại mất một móng sau anh em ạ. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lúc nó nhảy đâu anh em nhé. Rồi con này đấu xòe cực kỳ thích luôn. Anh em nhìn ngoài là nó bộ biết các thứ thì quá là ok luôn. Nhìn chỉ có mê thôi anh em ạ. Màu lân còn gốc màu dày anh em ạ. Chuẩn chim bồi già nên anh em nhé. Chứ không phải má trắng các thứ đâu anh em ạ. Để anh em nhìn nó xòe hã không. Con này thì thật sự là em chia sẻ với anh em là khi mà em bắt về là em cho trong hộc thì ở trong hộc thì em thấy nó ngửa phát thì cũng có thể là do con chim ở trong hộc ấy, nó chưa trong hộc bao giờ thì mình nó cũng dễ bị lắm anh em ạ. Ở trong hộc thì con chim cũng khá là dễ bị anh em ạ, nên là em về em lại thanh lý cho anh em. Còn khi mà em thả vào trong cái lồng này thì em không thấy một cái tật nỗi gì ngoái ngửa gì anh em ạ. Nhưng mà cái tật hoảng mà ngửa đấy thì hoảng ngoái ngửa đấy thì anh em nuôi ấy, chăm về lâu về dài khả năng hết rất là cao anh em ạ. Nhưng mà thật ra thì nó bị lỗi rồi nên em vẫn chia sẻ giá bị lỗi cho anh em nhé. Anh em nhìn nó xòe ác không, nói chung là đào nói thì quá là ok anh em ạ. Con này mà tách ra gột chơi hay thả vi chơi cũng sướng anh em ạ. Em chia sẻ anh em với dễ con này với giá 1,6 triệu anh em nhé. Em lỗ đúng một lửa rồi anh em ạ. Mà đấy là cho ra lồng khẳng định ít khi hiếm khi thấy đấy. Nhưng mà các bạn là trong cái hộc thì em thấy thì có thì em báo anh em như thế anh em ạ. Thì đi mua không may gặp những con này không may về nó bị như vậy thì thôi này, chia sẻ và thanh lý cho anh em rẻ về chơi chăm thì cho anh em vừa tiền anh em nhé. Anh em yêu thích thì galo trực tiếp cho em Tuấn Hải Dương. Và tiếp tục con số 2 đây thì nó là con bổi rồi, được tầm khoảng 2 tháng đồng anh em ạ, đang thay nông giỏi anh em nhé. Con này thì cũng bị muỗi đốt ở một móng bên trái này anh em này. Nó đang khỏi, nó khỏi rồi anh em ạ. Nó vẫn hơi hồng móng thôi. Con này thì thật sự anh em chém cánh cực kỳ kinh luôn. Mà con chim vẫn đang chưa hoàn thiện hết lông đâu. Con này thì gọi là máy chém cánh luôn anh em nhé. Đấy anh em nhìn chưa, xòe cực kỳ ác luôn. Cánh ra nia nịa luôn anh em ạ. Em ngồi hơi gần một tí nữa này. Cái con kia nó hơi hoảng, hơi sợ anh em ạ. Thì con này cũng giá để hợp lý cho anh em là 1,3 triệu anh em nhé. Chụp con chim này anh em nuôi về gột thì cũng rất là ok. Cái ngón kia nó bị muỗi đốt thì nó cũng khỏi rồi anh em ạ. Thì giờ nó chỉ hơi hồng hồng ngón thôi, có một ngón bên trái thôi anh em ạ. Nên bù lại con chim rất là ok. Tất cả con bồi em để lại chăm nông, em nuôi 2 tháng chăm nông thì toàn những con hàng bồi tuyển thôi anh em ạ. Các bạn là em nuôi nó ở AV, nó ở gần đồng anh em, nên là nó nhiều muỗi quá anh em ạ. Đấy anh em nhìn lên lông gáy nó vẫn đang thiếu rồi. Anh em chém cánh cực kỳ kinh luôn anh em ạ. Nó vẫn đang giở lông mà anh em ạ. Anh em về chăm thêm là quá là ok rồi. 1,3 triệu cho anh em. Cánh già như máy anh em ạ. Nay em về hơi muộn nên em quay clip hơi muộn anh em ạ. Nhưng con chim quá là ok rồi anh em nhé. Giá cực hợp lý cho anh em rồi. Con này đấu bung xòe luôn anh em ạ. Mà cánh già như máy anh em nhé. Anh em yêu thích thì galo cho em Tuấn ạ.